Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, Hassan Nasrallah, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ. Theo đó, hàng ngàn người tập trung tại một quảng trường ở ngoại ô phía nam thủ đô của Liban để xem bài phát biểu trên truyền hình của thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah. Đây là phát biểu đầu tiên của ông Nasrallah trước những người ủng hộ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lần này, được châm ngòi bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Và phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Hezbollah và lực lượng Israel ở biên giới Israel-Liban leo thang căng thẳng và cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Israel. Trong bài phát biểu dài của mình, ông Nasrallah ca ngợi cuộc tấn công của Hamas 4 tuần trước. Chiến dịch quy mô lớn, vĩ đại này là kết quả của việc lập kế hoạch và tiến hành. Sự bí mật tuyệt vời đã khiến hoạt động này thành công rực rỡ. Theo AP, những lời này ám chỉ Hezbollah không liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Theo ông Nasrallah, những diễn biến ngày 7 tháng 10 cho thấy Israel yếu hơn mạng nhện và sau một tháng giao tranh, nước này được cho là không thể đạt được bất kỳ thành tựu nào. Thủ lĩnh Hezbollah nhận định một trong những sai lầm lớn nhất mà Israel đang mắc phải trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza là theo đuổi những mục tiêu mà họ không thể đạt được. Nasrallah cũng chỉ trích sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Israel trong các vụ bắn phá dải Gaza khiến hơn 9.000 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, Hezbollah đã thực hiện các bước đi có tính toán để khiến quân đội Israel bận rộn ở biên giới với Liban, nhưng không đến mức gây ra một cuộc chiến tổng lực. Quân đội Israel vừa tuyên bố triển khai các tàu tên lửa ở Biển Đỏ để đáp trả những cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái này diễn ra một ngày sau khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và cam kết sẽ tiếp tục. Trong vụ cuộc tấn công được cho là diễn ra trong đêm 1 tháng 11, quân đội Israel cho biết họ đã ngăn chặn được mối đe dọa từ trên không ở Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tezachi Hanetbi cho rằng các cuộc tấn công của Houthi là không thể chấp nhận được, nhưng từ chối giải thích chi tiết khi được hỏi Israel sẽ đáp trả thế nào. Hình ảnh do quân đội Israel công bố cho thấy tàu chiến lớp Star đang tuần tra gần cảng Eilat trên Biển Đỏ. Israel xem khu vực này là một mặt trận mới khi cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza đã dẫn đến hành động tấn công từ các lực lượng ủng hộ Hamas có liên kết với Iran trên khắp khu vực từ Liban và Syria. Lực lượng Houthi tiết lộ họ đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chống lại Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Hamas-Israel hôm 7 tháng 10. Một số vụ tấn công bị lực lượng Mỹ và Ả Rập Saudi chặn lại, trong khi các cuộc tấn công hôm 31 tháng 10 cũng không xâm phạm lãnh thổ Israel. Giống các lực lượng được Iran hậu thuẫn khác, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công để hỗ trợ người Palestine. Lực lượng Houthi kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn của Yemen, trong đó có thủ đô Sana'a cách Israel hơn 1.600 km. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nhấn mạnh rằng trọng tâm chính vẫn là dải Gaza. Ông Hagari cho biết có nhiều tác nhân trong khu vực hoạt động với tư cách là lực lượng ủy nhiệm của Iran, chẳng hạn như lực lượng Houthi, những người đang cố thách thức và đánh lạc hướng chúng tôi khỏi cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu của mình. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Lebanon cho biết đã phá hủy một máy bay không người lái của Israel bay qua miền nam Lebanon. Đây là lần thứ hai trong tuần này Hezbollah tuyên bố phá hủy máy bay không người lái của Israel. Hezbollah cho hay lực lượng của họ đã bắn hạ máy bay không người lái nói trên bằng tên lửa đất đối không. Quân đội Israel hiện chưa bình luận về vụ việc. Liên quan đến xung đột Israel-Hamas, hơn 500 người nước ngoài, người mang hai quốc tịch và 81 người bệnh, người bị thương rời dải Gaza sang Ai Cập sau một thỏa thuận đạt được giữa Ai Cập, Israel và nhóm vũ trang Hamas do Qatar làm trung gian. Ai Cập đã chuẩn bị một bệnh viện dã chiến ở thành phố Zayzouay, cách cửa khẩu Rafah 15 km để tiếp nhận những người Palestine bị thương đến từ dải Gaza. Các chính phủ nước ngoài cho biết có những người mang hộ chiếu từ 44 quốc gia cũng như nhân sự của 28 cơ quan, trong đó có các cơ quan Liên Hiệp Quốc sống ở dải Gaza và bị mắc kẹt khi vùng lãnh thổ này bị Israel phong tỏa để đáp trả vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10.
Thỏa thuận trên không liên quan đến các vấn đề khác đang được đàm phán, bao gồm giải cứu các con tin đang bị Hamas cầm giữ sau vụ tấn công hoặc việc tạm ngừng bắn để tăng cường viện trợ cho Gaza. Ai Cập hiện muốn có thêm nhiều xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza hơn, nhưng chưa được Israel bật đèn xanh. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ hy vọng rằng sẽ có 100 xe tải được đưa đi qua Rafah mỗi ngày. Kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 200 xe tải chở hàng cứu trợ đã đi từ Ai Cập vào dải Gaza. Bên cạnh đó, công ty viễn thông Bontel của Palestine cho biết các dịch vụ Internet và điện thoại di động ở dải Gaza bị gián đoạn hoàn toàn trong vài giờ trước khi được hồi phục dần. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 ngày người dân ở đó bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cơ quan cứu trợ nhân đạo cảnh báo những việc như thế làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của họ tại dải Gaza. Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngoại giao để nới lỏng vòng vây phong tỏa dải Gaza, cũng như thúc đẩy thỏa thuận tạm dừng xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas vì mục đích nhân đạo. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa trở lại Trung Đông với sứ mệnh kêu gọi có thêm nhiều người nước ngoài hơn được sơ tán khỏi dải Gaza và tăng cường cứu trợ cho người dân tại đó. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Blinken đến khu vực này trong vòng chưa đầy một tháng. Tại Israel, ngày 3 tháng 11, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, ông Blinken sẽ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel theo luật nhân đạo quốc tế. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận về việc cần phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thương vong cho dân thường, cũng như để cung cấp viện trợ nhân đạo. Trong chặng dừng chân tại Jordan sau đó, ông Blinken sẽ nhắc lại cam kết của Mỹ về việc bảo đảm người Palestine không bị buộc phải rời khỏi dải Gaza. Theo ông Miller, Ngoại trưởng Mỹ sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar dẫn đầu về việc thả hơn 200 con tin đang bị Hamas cầm giữ. Theo Reuters, một số nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Blinken cũng sẽ thăm Ankara trong chuyến đi, nhưng thông tin này chưa được Mỹ xác nhận. Chuyến đi lần trước của ông Blinken bắt đầu hôm 11 tháng 10. Ban đầu dự kiến chỉ gồm hai điểm đến là Israel và Jordan, nhưng cuối cùng có thêm 5 nước Ả Rập bổ sung vào lịch trình. Trước khi ông Blinken trở lại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1 tháng 11 cũng kêu gọi tạm dừng xung đột Israel-Hamas vì mục đích nhân đạo. Giới chức Nhà Trắng cho biết động thái này sẽ cho phép có thêm nhiều hàng cứu trợ vào dải Gaza, cũng như tạo ra khả năng có thêm nhiều con tin được Hamas phóng thích. Trong lúc này, hàng trăm người có hộ chiếu nước ngoài và người Palestine bị thương được phép rời dải Gaza sang Ai Cập lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10. Cụ thể, theo AP, có ít nhất 435 người mang hộ chiếu nước ngoài và 76 bệnh nhân Palestine được rời đi trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11. Diễn biến đáng chú ý nói trên đến từ thỏa thuận đạt được giữa Ai Cập, Israel và Hamas với sự giúp đỡ của Qatar và Mỹ. Hiện chưa rõ nội dung chi tiết của thỏa thuận. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao hứa hẹn sẽ có thêm nhiều người mang hộ chiếu nước ngoài được rời dải Gaza qua cửa khẩu Rafah trong những ngày tới. Theo thống kê, những người mang hộ chiếu từ 44 quốc gia và nhân sự của 28 cơ quan, trong đó có các cơ quan Liên Hiệp Quốc, sống ở dải Gaza trước khi vùng đất này bị Israel phong tỏa để trả đũa Hamas. Riêng Washington cho biết nước này đang tìm cách sơ tán 400 người Mỹ và gia đình họ ra khỏi đó. Cho đến giờ, Ai Cập vẫn cho biết sẽ không chấp nhận dòng người tị nạn Palestine vào nước này do lo ngại Israel sẽ không cho phép họ quay trở lại dải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Những người còn ở lại vùng đất này đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, nước, thuốc men, nhiên liệu. Hơn 260 xe tải chở hàng cứu trợ đã được phép đi từ Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah, nhưng các nhóm cứu trợ nhấn mạnh con số này là không đủ. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.